Siêu phẩm, siêu phẩm. Đỉnh nha. Một ngày đi bẫy chim của hai chị em mình sẽ như thế nào? Hôm bữa thì mình có quay một clip chung với em mình là đi mua chim, ai ngờ đâu nó lên xu hướng luôn. Hôm nay thì mình dùng cái con chim hút mật này để đi bẫy nha. Ai mà ngờ đâu bẫy chim bội thu quá các bạn, bẫy được 5 con luôn. Nhưng mà bẫy nhiều quá thì cũng phải cần tốn lòng chim để nuôi đúng không? Nhưng mà không biết lấy lòng ở đâu, em mình nó tự đan luôn á. Đây là những cái con chim hút mật mà mình mới vừa được bẫy xong nè, được 5 màu luôn á các bạn. Rất chi là đẹp luôn. Nhưng mà mới đầu mà muốn bẫy chim á thì phải đi mua chim trước nha, 100k một con. Bởi vì em mình không có chim mồi nên là phải đành đi mua thôi. Với lại á, em mình sẵn có lòng luôn nên là mua về chỉ có bỏ vào lòng và bẫy nó thôi. Làm cái gì là cũng phải đầu tư đúng không các bạn? Như là bẫy chim cũng phải đòi đầu tư mua chim mồi rồi xong rồi đi mua lòng, mua này mua kia nữa chứ đúng không? Nhưng mà ai ngờ đâu bẫy lần thứ hai nó dính, nhưng mà không phải là chim hút mật mà là chim này con cháu quạch thì phải. Bẫy chúng con chim này thì mình cũng đem nó đi thả thôi các bạn, chứ mình đâu có nuôi nó làm gì đâu đúng không? Nuôi chim hút mật nhìn nó nhỏ nhỏ, nhìn nó cute dễ sợ luôn. Mình bẫy được á mình có thể đem đi bán được luôn, nhưng mà video này làm chung với em mình đừng có lên xu hướng rồi nha. Rồi xong luôn, nó bay luôn rồi. Vậy là coi như mất mấy tiếng đồng hồ để có thể dính được một con chim mà giờ nó đã bay mất tiêu rồi. Còn đây đố các bạn, đây là con chim gì đó? Con chim này á thì mình không có bẫy để cho nó dính mà mình phải đi mua 100k một con đó. Mẹ mình thấy cái con chim này màu sắc của nó sặc sỡ và nó có màu đỏ rất là đẹp luôn, nên là mẹ mình mới nói một câu là con chim này bị người ta nhậm rồi, nhậm màu đỏ đó các bạn. Mình với em mình là không thể nào tin được là mẹ mình có thể nhìn ra con chim này bị người ta nhậm màu luôn á. Rất chi là bất lực đấy mà. Rồi lại dính một con, em mình mới phát hiện rồi. Bây giờ mình sẽ lấy xuống và gỡ ra cho các bạn xem nha. Một ngày em mình bẫy tầm khoảng 2 đến 3 con chim hút mật luôn á, cực kỳ là nhiều nha. Có vài bạn á để lại comment là cái mùa này là mùa con chim nó sinh sản, nó chim nó đẻ nên là đừng có bắt nó, tội nó. Thì ok, mình đọc comment mình cũng thấy đúng, nhưng mà đây là những cái con chim mà em mình bẫy được, nó chỉ mới là lớn thôi, nó mới biết bay thôi các bạn, nó chưa có da đủ hết màu lông thì nó không thể nào nó sinh sản được. Với lại một điều nữa là mình bắt nó về á, mình chỉ nuôi nó thôi chứ mình không có bán nó vô mấy cái tiệm mà đồ nhậu đồ đâu các bạn, nên là các bạn cứ yên tâm, chưa chắc gì nó ở ngoài kia mà nó không gặp rủi ro